Ngọc Dung và Peter Vũ xin kính chào quý khán thính giả đến với điểm tin thế giới. Thưa quý khán thính giả, điểm tin thế giới hôm nay kính mời quý vị theo dõi các điểm tin do Võ Thái Hà tóm lược. Trung Quốc chấp nhận sự thật rằng virus viêm phổi Vũ Hán đang mạnh lên và tiếp tục lan rộng. Ngày 26 tháng 1, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NC) thông báo virus corona mới gây bệnh viêm phổi mạnh lên và số lượng ca nhiễm sẽ tiếp tục gia tăng, theo AFP. Trong buổi họp báo, ông Mã Hiểu Vĩ, chủ nhiệm NXC, cho biết kiến thức của ngành y tế Trung Quốc về virus corona mới 2019-NCOV còn hạn chế và chưa rõ về nguy cơ đột biến của nó, theo Reuters. Tính đến ngày 26 tây tháng 1, có hơn 2.000 người nhiễm bệnh khắp thế giới và 56 người tử vong ở Trung Quốc vì dịch bệnh viêm phổi lạ Vũ Hán. Kích hoạt ứng phó khẩn cấp mức cao tại 30 khu vực cấp tỉnh ở Trung Quốc. Hãng tin Tân Hoa Xã ngày 26 tây tháng 1 đưa tin 30 khu vực cấp tỉnh ở Trung Quốc, những nơi ghi nhận các trường hợp nhiễm virus corona mới gây ra bệnh viêm phổi lạ đã kích hoạt đã kích hoạt chế độ ứng phó khẩn cấp mức cao đầu tiên nhằm kiểm soát sự lây lan của chủng virus này theo thông tấn xã Việt Nam khu vực nội mông Ninh Hạ Hắc Long Giang Cát Lâm Liêu Ninh Sơn Tây Thiểm Tây Hà Nam Cam Túc Thanh Hải Tân Cương và Hải Nam ngày 25 tây tháng 1 đã cùng với các khu vực khác khởi động ứng phó khẩn cấp y tế công cộng cấp cao đối với dịch bệnh viêm phổi lạ. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh tính đến cuối ngày 25 tây tháng 1. Trung Quốc đã xác nhận 56 trường hợp tử vong do virus corona mới, 1.975 trường hợp nhiễm virus, trong đó có 324 trường hợp nguy kịch và tổng cộng là có 2.684 trường hợp nghi nhiễm virus corona. Bác sĩ tố chính quyền Vũ Hán giấu thông tin ca nhiễm virus corona. Trong một lá thư gửi đến Ủy ban Y tế Trung Quốc, một bác sĩ tại một bệnh viện hàng đầu ở thành phố Vũ Hán chỉ trích tình trạng lây lan nghiêm trọng của ổ dịch virus corona như hiện nay là do phản ứng chậm của cơ quan y tế địa phương theo SCMP. Bác sĩ giấu tên này cho biết số bệnh nhân bị nhiễm virus corona đã tăng kể từ ngày 12 tháng 1, nhưng cơ quan y tế địa phương không thông báo cả nhiễm mới. Theo vị bác sĩ này, các bệnh nhân nhiễm virus không được kiểm tra và điều trị đúng cách ngoài ra họ còn có thể tự do di chuyển trong thành phố khi chúng tôi cảnh báo bệnh nhân và công chúng đeo khẩu trang tránh những nơi đông người họ cũng không thực hiện nghiêm túc và nghĩ rằng chúng tôi phóng đại vấn đề thậm chí một số nhân viên y tế bao gồm cả bác sĩ phẫu thuật cũng không tin và không sẵn sàng thực hiện biện pháp phòng ngừa cơ bản bác sĩ này bức xúc virus Vũ Hán có thể lây từ người khỏe mạnh. Tạp chí y học The Lancet hôm 24 tây tháng 1 đăng tải một nghiên cứu khẳng định những người nhiễm virus corona có thể lan truyền virus này ngay cả khi họ không có triệu chứng nhiễm bệnh. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi một gia đình 7 người ở thành phố Thâm Quyến, trong đó có 5 người từng đến thành phố Vũ Hán, nơi virus bùng phát Hai trong số này tiếp xúc với một người họ hàng bị nhiễm virus tại một bệnh viện ở đó. Kết quả kiểm tra vài ngày sau, đó cho thấy sau khi họ trở về nhà, sáu thành viên trong gia đình đã nhiễm virus, bao gồm người không đến Vũ Hán. Một thành viên gia đình bị nhiễm virus, một đứa trẻ không biểu hiện các triệu chứng bệnh và điều này cho thấy những người mang virus trong mình có thể đang lan truyền nó mà không hề hay biết, nghiên cứu khẳng định. Rộ nghi vấn virus viêm phổi lạ thoát ra từ phòng thí nghiệm Trung Quốc. Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết rất có thể virus corona mới gây nên bệnh viêm phổi lạ đã thoát ra từ một phòng thí nghiệm sinh học ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc theo Daily Mail. Tính tới sáng ngày 26 tháng 1 Số người tử vong do dịch viêm phổi lạ ở Trung Quốc đã lên 54 người, trong khi số ca nhiễm virus này càng lên hơn 1.700 ca. Virus corona được cho xuất phát từ một chợ động vật hoang dã ở Vũ Hán. Tuy nhiên, một số nhà khoa học đã đặt ra giả thuyết rằng virus này có thể thoát ra từ phòng thí nghiệm sinh học đặt ở Vũ Hán mang tên Phòng An toàn Sinh học Quốc gia Vũ Hán. WNBL. Cơ sở này được thành lập vào năm 2017 và các nhà khoa học vào năm đó đã cảnh báo rằng các virus corona tương tự như SARS có thể thoát ra khỏi WNBL và gây ra mối nguy hiểm cho con người. WNBL là một trong năm, bảy, năm và bảy phòng thí nghiệm sinh học mà Trung Quốc tính xây dựng với mục tiêu nghiên cứu về những virus nguy hiểm nhất gây nên dịch Ebola và SARS. WNBL nằm trong khuôn viên của Viện Virus Học Vũ Hán. Thử... Cầu thủ bóng rổ Brian chết cùng 8 người khác trong tai nạn máy bay Huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant cùng cô con gái 13 tuổi của anh và 7 người khác đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng trên một sườn đồi hẻo lánh ở Nam California vào Chủ nhật. Ngày 26 tháng 1, AP đưa tin. Tin tức về cái chết bất ngờ của ngôi sao Bryant đã gây sốc đối với làng thể thao và giải trí. Nhiều tài khoản Twitter đã thể hiện sự ngỡ ngàng. Nhiều người không tin rằng đây là sự thật. Brian đã từ sự nghiệp vào năm 2016, kết thúc hai thập kỷ thi đấu chuyên nghiệp khi anh trở thành một trong ba người ghi được nhiều bàn nhất trong lịch sử giải bóng rổ nhà nghề của Mỹ NBA. Trung Quốc kéo dài kỳ nghỉ Tết thêm 3 ngày vì virus Corona. Reuters thông tin, số vụ tử vong dịch viêm phổi ở Trung Quốc đã tăng lên 81 người. Vào thứ Hai, ngày 27 tháng 1, chính phủ nước này thông báo kéo dài ngày nghỉ Tết, nguyên đáng và nhiều doanh nghiệp lớn đóng cửa hoặc cho nhân viên làm việc tại nhà. Kỳ nghỉ Tết kéo dài tới ngày 2 tháng 2, giữa lúc dịch viêm phổi do chủng virus với họ corona lan rộng. Theo lịch trước đó, người Trung Quốc nghỉ Tết hết tháng 1 ngày 30 nhưng được kéo dài thêm 3 ngày Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết hôm nay trường học cũng được nghỉ thêm nhưng ngày trở lại trường chưa được thông báo. Trung Quốc kế hoạch đầu tư hơn 43 triệu đô la xây dựng bệnh viện ở Vũ Hán. Ủy ban cải cách và phát triển Trung Quốc và Trung Quốc NDRC có kế hoạch đầu tư tới 300 triệu nhân dân tệ khoảng 43,5 triệu đô la để xây dựng các bệnh viện ở Vũ Hán, phục vụ bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi virus corona. Reuters trích nguồn từ cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã nói hôm thứ Hai ngày 27 tháng 1. 5 triệu người dân đã rời Vũ Hán trước lệnh phong tỏa. Tờ SCMP thông tin hôm 26 tháng 1 khoảng 5 triệu cư dân đã rời Vũ Hán trước khi lệnh phong tỏa vì dịch viêm phổi cấp do chủng virus với họ Corona được ban hành hôm 23 tháng 1. Khoảng 9 triệu người đang ở lại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, nơi khởi phát dịch viêm phổi cấp, thị trưởng Chu Tiên Vượng cho biết trong cuộc họp báo 26 tháng 1. Ông Chu nói thêm rằng trong 2.700 người đang được theo dõi, khoảng 1.000 người có thể được xác nhận nhiễm uh, COV. Hồ Bắc chiếm hơn nửa khoảng 2.500 bệnh nhân nhiễm COV ở Trung Quốc. AFP thông tin hôm nay 27 tháng 1 ba quả rocket đã tấn công đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Iraq hôm 26 tháng 1 Một quả rocket lao trúng quán ăn bên trong đại sứ quán hai quả còn lại rơi gần đó ít nhất một người bị thương nhưng hiện chưa rõ mức độ vết thương nghiêm trọng tới đâu và người này là công dân mỹ hay nhân viên người iraq đang làm việc tại đây đại sứ quán chưa đưa ra bình luận chưa rõ nhóm nào chịu trách nhiệm về cuộc tấn công nhưng washington đã nhiều lần cáo buộc các phe quân sự được iran hậu thuẫn ở iraq Bom tự chế phát nổ ở khoa cấp cứu của bệnh viện Hồng Kông. Một quả bom tự chế đã phát nổ tại một bệnh viện ở Hồng Kông vào thứ Hai 27 tháng 1, buộc bệnh viện phải sơ tán bệnh nhân và tạm thời chế các dịch vụ tại khoa cấp cứu. Tờ SCMP hôm nay 27 tháng 1 dẫn lời một phát ngôn viên của bệnh viện cho biết quả bom nổ tại nhà vệ sinh tại trung tâm Caritas Medical Center ở Chu Sha Wan vào khoảng 2 giờ 30 sáng, giờ Hồng Kông, không ai bị thương. Triều Tiên hối thúc công dân vượt qua rào cản với viễn cảnh áp lực của Mỹ và quốc tế. Trong khi thời hạn của Triều Tiên yêu cầu Mỹ làm dịu lập trường đối với các cuộc đàm phán phi hạt nhân đã qua đi mà không có gì xảy ra trong năm mới, thì truyền thông nhà nước và các nỗ lực tuyên truyền đã đưa ra một viễn cảnh đối đầu lâu dài với Mỹ. Reuters thông tin hôm 27 tháng 1, trong những tuần gần đây, chính phủ Triều Tiên đã sử dụng phương tiện truyền thông nhà nước áp phích tuyên truyền những buổi diễn để cảnh báo công dân về một con đường gập ghềnh trước mắt dưới áp lực của Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế. Tuyên truyền bao gồm yêu cầu người Triều Tiên vượt qua rào cản và củng cố đất nước thành công máy bay chở khách lớn nhất thế giới. Máy bay chở khách động cơ đồi lớn nhất thế giới Boeing 777X đã thử nghiệm thành công vào rạng sáng 26 tháng 1 giờ Việt Nam. Sau gần 4 giờ quần thảo trên bầu trời bang Washington theo hãng AFP, hãng bay Boeing 777X trở về nhà chứa ở Seattle trưa 25 tây tháng 1. Sau chuyến bay thử nghiệm, tập đoàn Boeing bắt đầu chuyến bay thử nghiệm đầu tiên đối với mẫu máy bay Boeing 777X. Có hai động cơ gắn trên hai cánh lớn nhất thế giới vào khoảng 10 giờ sáng giờ địa phương, ngày 25 tây tháng 1, tại Everest, Washington. Máy bay 777X, phiên bản lớn và hiệu quả hơn cả dòng máy bay 777 vốn rất thành công của Boeing, đã cất cánh từ một đường băng trơn do trời mưa ở phía tây bắc nước Mỹ. Trước đó, Boeing đã hai lần phải trì hoãn bay thử nghiệm trong tuần này do gió lớn. Bắc Kinh dùng thuốc điều trị HIV cho người nhiễm virus corona. Bắc Kinh sáng nay, ngày 26 tây tháng 1, tuyên bố một số bệnh viện ở thủ đô đang cho bệnh nhân nhiễm virus corona dùng thuốc điều trị hiv một phần trong nỗ lực ngăn chặn căn bệnh lây lan chết người này theo báo south china morning post một loại thuốc chống hiv đã được sử dụng và được chứng minh là có hiệu quả trong điều trị nhiễm virus corona tờ south china morning post dẫn tuyên bố của ủy ban y tế bắc kinh người tiêu dùng châu âu ngày càng ưa chuộng bia rượu không cồn trong vài năm trở lại đây tại châu âu ngày càng có nhiều người bỏ rượu bia truyền thống chuyển sang uống bia và rượu đã tách cồn trên thị trường châu âu từ hai năm nay ngày càng có thêm nhiều loại bia rượu không cồn vẫn là những nhãn hiệu quen thuộc hình dáng lon bia chai rượu như cũ nhưng người tiêu dùng khi uống vào không say không đỏ mặt không sợ cảnh sát đo nồng độ. Cồn bởi hàm lượng cồn là zero hoặc nhiều nhất là 0,5 độ. Một tạp chí ẩm thực của Anh số tháng 1 năm 2020 có bài Những đồ uống không cồn hay ít cồn ngon nhất cho năm 2020. Giới thiệu 6 loại rượu không cồn là rượu trưng cất theo cách thông thường, nhưng sau đó thêm công đoạn tách bỏ cồn mùi vì rượu vẫn vậy nhưng không còn hàm lượng cồn. Trang kế tiếp liệt kê 5 loại bia không cồn hoặc ít cồn đang được thị trường ưa chuộng nhất. Dòng rượu và bia không cồn đang tăng trưởng rất tốt, chiếm dần thị phần của đồ uống có cồn. Mưa bão tiếp diễn ở Brazil, ít nhất 30 người thiệt mạng. Theo số liệu mới nhất, mưa bão hoàn hành ở Đông Nam Brazil trong hai ngày vừa qua đã làm ít nhất 30 người thiệt mạng, chủ yếu do lở đất và sập nhà. Ngày 25 tháng 1, cơ quan phòng vệ dân sự bang Minas Gerais cho biết hiện đã có 17 người mất tích và trên 3.500 người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán sau khi xảy ra các vụ lở đất trôn vùi nhiều nhà cửa. Các hình ảnh trên truyền hình cho thấy mưa bão nghiêm trọng là làm sông tràn bờ, nhiều cộng đồng dân cư bị cô lập trong nước lũ, cây cối và cột điện bị quật đổ, nhiều tuyến đường cao tốc cũng bị phong tỏa do mưa lũ, trong khi hàng loạt cây cầu bị sập. Hồng Kông bắt đầu cấm người ở tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc nhập cảnh từ hôm nay. Cư dân của tỉnh Hồ Bắc nơi thành phố Vũ Hán nguồn phát sinh dịch virus corona sẽ bị cấm vào Hồng Kông từ thứ Hai ngày 27 tháng 1 trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh việc dập tắt bệnh dịch, Reuters đưa tin. Theo CCTV, các trường học ở Trung Quốc sẽ được nghỉ Tết kéo dài thêm 3 ngày đến ngày 2 tháng 2 muộn hơn so với các năm trước để phòng tránh sự lây lan của bệnh dịch nguy hiểm. Các cơ quan quốc tế khắp thế giới đang chạy đua để ngăn chặn đại dịch virus corona hiện đang lây nhiễm cho hơn 2.000 người ở Trung Quốc và giết chết 56 người. Tuy nhiên, vẫn chưa có trường hợp tử vong nào chính thức được ghi nhận bên ngoài Trung Quốc. Trong một diễn biến có liên quan, SCMP dẫn lời ông Su Xi Wan, thị trưởng Vũ Hán, cho biết khoảng 5 triệu người đã rời Vũ Hán trước khi bị cấm di chuyển ra bên ngoài vì virus corona mới. Điều này tạo ra nguy cơ lây lan mạnh cho loại virus gây chết người. Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích sau trận động đất. Vào đêm Chủ nhật 26 tháng 1, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu chiến dịch giải cứu các nạn nhân cuối cùng bị mất tích sau trận động đất, khiến ít nhất 38 người thiệt mạng theo Reuters. Trận động đất mạnh 6,8 độ Richter xảy ra ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ vào tối thứ Sáu đã làm chết 34 người ở tỉnh Elazig và 4 người ở tỉnh Malatya lần cận hơn 1.600 người khác bị thương, cơ quan thảm họa, Thổ Nhĩ Kỳ thông tin. Nhiều người đầu tiên được giải cứu bao gồm một phụ nữ 35 tuổi và đứa con gái sơ sinh của cô ở huyện Mustad Pasa thuộc tỉnh Elizik. El Các nhân viên cứu hộ nghe thấy tiếng kêu cứu của hai mẹ con đã giải cứu thành công trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời xuống mức độ trừ 4 độ C, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin. biểu tình Iraq, một người chết, hơn 100 người bị thương. Các lực lượng an ninh Iraq đã dùng vòi rồng và đạn thật trong các cuộc đụng độ vào Chủ nhật 26 tháng 1 nhằm giải tán những người biểu tình chống tham nhũng, các nhân chứng của Reuters cho biết. Nhiều người biểu tình đã bị giết ở Baghdad, các nguồn tin từ cảnh sát Iraq cho biết và các nguồn tin từ Reuters cho hay hơn 100 người biểu tình đã bị thương sau khi va chạm với lực lượng an ninh ở thủ đô và một số thành phố khác của iraq thủ tướng iraq adel abdul mahdi đã lên án vụ tấn công một tuyên bố từ văn phòng của ông đã nói rằng việc tiếp tục các hành động như vậy có thể biến iraq trở thành một bãi chiến trường hồng kông cảnh sát dùng hơi cay tấn công người biểu tình Cảnh sát Hồng Kông đã dùng hơi cay để giải tán người biểu tình yêu cầu dân chủ trong đêm Chủ nhật 26 tháng 1, đêm tuần hành thứ hai của họ trong trung tâm thương mại Mokok, theo SCMP. Căng thẳng bắt đầu bùng lên khi những người biểu tình chặn đường cảnh sát chống bạo động đã đến hiện trường ngay sau đó. Trong cuộc tuần hành vào thứ Bảy 25 tháng 1, cảnh sát đã sử dụng hơi cay để tấn công người biểu tình trong bối cảnh các cuộc biểu tình yêu cầu dân chủ hồng kông không cho thấy dấu hiệu suy giảm hơn nửa năm qua peter vũ và ngọc dung xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả hẹn quý vị kỳ tới kính chúc quý khán thính giả gia đình và người thân hạnh phúc và yêu thương